miền này chuyên chia cho anh ấy từng khmer từng người căng từng ấy nè cứ đặt khmer khmer nha mình đặt chuyên cho anh ấy miền tây có phía lõ sạp từ dục lãng nè sạp từ mỏng sạp từ mỏng cứ thả keng bê đông nó cứ thả đặt ăn đằng luôn đặt miếng xong sai thả đặt chừng người đằng đặt chừng người nó tầm khăn của pot cứ thả treo hai ăn bị lỏng ok mỏ đặt giờ tập bền bạn thế ngày đi dương đằng gì ông pi rồi vì mình chạy cứ thả thua rồi bị mấy đam bay rồi khơi chừng người nó hai nó thì chừng nói tiếp tí cứ dương nó bị phía sau thì bảy nhà sen sen để bằng có thì chừng người nó đam bay từ đâu bạn video thay thay xong cho tới channel success review nhấn chuột subscribe hay chuột xin nhé đam bay từ đâu bạn video muốn kể từ bộ phát hiện xong thua sẽ lấy sản khác mình tách yêu rồi chăm dương thì gì chia ở có bọc bài chúng nó đã chơi đắng cứ riêng thua rock win thì trái cứ kẹp cái pha rồi biết dạng cái hạt EKG đắng cứ pha cho ron là kỹ sinh lý xong là vua cho ron bẻ đồng đắng pha chiếm cái dọc chiếm in on cái hạt enzyme để nó chiếm đắng rồi có khi trong coi phát tầm khăn phát cứ vì thế khi chặt nằm chỗ tới làm bay rụp riêng sẽ xài chiếm có hôm nay chỉnh nâng chia là biết đề khi rộp khơi tha dương viên chủng ngư bài đồn nâng kèng bài đồn nâng rư cọt bà nhà hàm mối tiết đề dương thử nì dê rừng ní cư thằng ai ní cư tha bà nhà hàm xem xế này bằng có đào chủng ngư kèng bài đồn nì chủng ngư đề chia lát tập hò nâng đề dầm khăn khăn cư miền bì tì mối cư tha kẻ tôn nâng chở răn rồi bỏ bài đồn nâng chủng ca vì dư tế chủng ca vì lươn tế à cá lươn nó cho cá vì lươn to tệ bãi đông nó tụm chót vì vừa ở bãi đông nó kẹng tầm ròn kẹng nó sập tầm ròn ở bàn hà mối tiết cứ thay tệ tông nó đẹp chia bàn hà bằng co bị chùm ngứa nó cứ rồi lôi sạch đông còn bãi đông nó cả rồi lôi bãi đông sạch đông nó cứ vừa ở bãi đông nó khuyên cầm lăng nó cho bạch chiêm tránh hay vừa ở bãi đông nó xào như chi tầm nói đại dương trở bị phía xa nhóm sông lúc lớp dọc chùm nơi tìm mùi. Nơi tìm mùi cứ tha, ta dân thua mấy đàm bay rốt ở khơi tha, nè nâng cả chùm ngư hàm mai dân thả chết căng bài đốn bà nè được chùm này dì lệch môn nhấn. Bia nâng mình trầm trầm đấy, cứ tha dân khu tha chùm ngư khoa để chiêm nơi khăn bài đồn, để chiêm mà rốt mình đó nơi khăn bài đồn. Nâng dì tớp xòm chuyện. Khăn ca chùm ngư khoa chiêm nơi khăn bài đồn nâng, ta dân thua mấy bà dân sòn xài. Tha ta dân chư rư, còn mình chư đôi chìa. Ở tí hòa nè chùm ngư mình nè chư chọc nông trung. Để lạc cái nạ xong khăn thốt, cứ thà chọc đôi kì vô nông sọ con lờ trung dân. Hay bà bạ đọ tầng hàm. Hay ọ cầm lạng khăn mẹn tên, đà bì dân sòn xài tha nè chùm ngư nâng. Cả chừng người nâng sống khăn một phút cứ ta trở hữu ông bị lòng nó ok mà đập vô tập bền. Cả đây dương đập hai đi và dương trời phương chẳng kì vừa tha sống khăn á nông là dạ bìu và đầm bông một phút nâng mê ti đầm bông một phút nâng kì vừa khăn nông bên nâng bên đại khóa chiêm phim nâng cứ bên nâng á đẹp mấy đồ dương ai mình đau mình xa mà hơi đau mình xa mà hơi chúng ta việc đào lươn tới tới chúng ta việc trang bề đồng và sơn chia dương chi lan cường dương dương ai trang bề đồng là không là nâng ai slap bàn rồi có bạc tự bọc kề rồi có bạc luôn dương rồi sai dương nón tới có đôi chân chẳng này để cho nên bà sơn chia nẹ nâng tới tam ông bị loạn tới tam diên chùm nuôi càng bề nâng không diên nâng không là nâng về miền cường phật đáp sầm đáp chuối cana bế đông dương kẹng cái thà cái miên bọc lớp trong nó cái ai chuối dương bàn cái chặt thân nam được còn cái prà cái sinh lý đam bay cần trả bế đông thà làm mình ở dương đà bàn được chứ nên cana dương nơi không lan om bị lòng nó cái thà dương miên pop sinh năng nâng rút ra chiền hay không phê nâng ba dương từ đó từ bên hơi ta bế cái thưa được biết mấy đam bay ở đằng thà dương chư bế đông nâng thì mũi phổ phát trong bốn phát cái thà cái dốc sai lương mà đã lừ làm trung nắng và to từ một sen muối hai cái nâng thọ cái nâng thọt bằng chân rub riêng cho rằng là cái sinh lý là bỏ bê đông giá tới EKG cái này cái pra rub riêng nắng thứ EKG nó ngay bằng hai nhà khơi thà thà ta bê đông dương nắng với khoa chiêm rồi còn mình khoa cái ai đăng được thiết thì thà tam mơ tam lẽ cái nào là bỏ EKG nắng cái đăng thà vì cái lạnh sợ say nát đây vì quá chiếm nông sợ say bê đông dương nắng vì miền sợ say thông pi
sai càng chuyên hay là sai càng sẽ nằm hay là sai thông thông nó bị bay từ chỉ bị bay tôi từ tiền cái nào cái thưa EKG nó cái đăng tiết cái đăng thà stand được hàng nào stand được hàng chuyên được càng càng sẽ nằm chuyên nó à mùi nó à tôi giờ thông càng mút càng cay càng kiên cái đăng thằng o hay rồi cho nên vì sự quan để trở đăng thà càng mút càng cay được càng kiên cái bị thưa là cái nào chấm ngữ bị khóc khóc nên tự tạm nằng EKG nó ai bằng hai người khởi như đường đường. Tí tí cứ thà kì dọc, ai dọc chiếm. Dọc chiếm, không biết là kì từ đó bếp liên nóng kì đang chạy sợ sấy kì dọc chiếm rồi bỏ dường từ. Chiếm nóng cứ thà đâm bay nóng vua chiếc kì thà enzyme, enzyme. Không enzyme nóng bị miên tràn giang đôi chìa SGOT. Bằng enzyme để việc bị xe chân kế kì hào thà troponin. Troponin nóng CKMB. Enzyme tí nóng cứ vì ai chui ở dương đăng thạc cả na vì miền kèng miền chủ người khoa chiêm là không bề đống hay miền ở rồi lui bề đống cứ thà ông giám những việc làm bật tay vì mình làm liền ấy chứ trường cá đều từ bay máu từ bổ mùi máu từ việc làm được cho nên khi mình vo từ mà đòn đi mà enzyme chỉ bị nắng cái chơi vo mà đòn hay sai đáng khi vo tiết khi vo bay thế này thì thua trường cá vo bảo vo liền liền mình đừng vì tập sẽ bay nâng bay đông nâng sạch bay đông này để tập vì tập khôi phim phim nâng ăn ra nâng vì mình làm về do tại tràn mang cày mà bèn làm đi cho nên hai bạn kể trời thưa tràn đòn mà nâng cứ thà lẽ cái nào cũng môi tiết để khi ai rô khơi là bay nâng ở đăng thà ta bay đông nâng việc khoa chiêm men được mình men bà bắt chân chim miếng sầm nua khi nhầm nâng ឆ្លើយប៉ុន្តែបើមិនគ្មានទេខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបាទលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ បាទនៅពេលនេះយើងមានសំណួរមួយពីលោកប៉ៃលិនមកពីខេត្តក្រចេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទមានសំណួរមកបាទមានសូមជើញលោកមានសំណួរលោកប៉ៃលិនបាទលោកមួយប៉ៃលិនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកវិទ្យាបណ្ឌិតតាំងស៊ុងហុងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាគ្រួសារខ្ញុំនឹងហើយកាំងមកដូងក្នុងមួយថ្ងៃមាន7ដងមាន3ដងហើយក្នុងមួយខែចូល20 30ដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះណាហើយលោកវិទ្យាបណ្ឌិតខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាមូលហេតុអីបានជាប្រកាន់ដោយលោកអូនយកមកចរិញពេញភូមិពេញផ្ទះបងអូនមានសំណានចឹងមកយើងមានចំណងថាតើមានជំងឺអីឬវាកើតមកពីអីបានជាបានជាក់ទាំងម្ដងចឹងលោកគឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទនៅខ្មែរយើងនិយមថាអញ្ចឹងណាយើងនិយមថាកៀងបេះដូងយើងថាឈឺបេះដូងពីច្រើនគឺថាខ្សោយទៅក៏ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំឬក៏កូនស្រីខ្ញុំខ្សោយបេះដូងតែតើការពិតទៅមិនមែនជាជំងឺបេះដូងទេបាទនឹងជាជំងឺប្រសាទកម្មជំងឺខាងផ្លូវចិត្តគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាខឹងនឹងអ្នកណាមួយក្តឹងខឹងនឹងប្តីឬក៏ខឹងនឹងកូនឬក៏ខឹងនឹងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងកាលខឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យញន់ទ្រូងទៅហើយជួនកាលធ្វើឲ្យចុកក្នុងទ្រូងទៅទៅយើងក៏នាំគ្នាបើមិនចឹងទេអ្នកខ្លះខឹងទៅហើយទៅជាសន្លប់ជួនកាលបកាច់គឺក៏មានណាអ្នកដែលបកាច់ហ្នឹងគឺគេហៅថា hyperventilation មកពីគាត់ដកដង្ហើមលឿនពេកបាទកាលយើងដកដង្ហើមលឿនពេកទៅជាតិនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងធម្មតាវាអា pH នឹងវានៅស្មើធម្មតាកាលណាយើងដកដង្ហើមខ្លាំងញាប់ពេកទៅវាចេញជាតិកាយខាបនដាហាអីដាយអុកសាយគេហៅថា CO gas carbonic នឹងវាចេញច្រើនពេកទៅវាអស់អាស៊ីតពីក្នុងខ្លួនយើងឈាមរបស់យើងនឹងវាទៅជាអស់អាស៊ីតវាទៅជាដូចជាទឹកក្បុងអញ្ចឹងវាអាកាឡាញកណ្ដាអាកាឡាញហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមរបស់ក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងចុះម្ល៉េះហើយវាអាចធ្វើឲ្យទៅជាបកាច់បានបាទតែហ្នឹងគឺថាជាជំងឺប្រសាទទេមិនមែនជាជំងឺបេះដូងទេបាទបាទដូច្នេះមិនអាចទៅរួចទេតែមានការហើយបើសិនសុំទោសបើសិនជាជំងឺហ្នឹងបេះដូងគាត់មិនរួចទេបើសិនបាទច្រើនដងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបាទបាទបាទបាទឥឡូវមិនបេះដូងមិនឈឺទេបាទបាទឥឡូវយើងមានសំណួរមួយខាង Facebook បាទលោករស់រដ្ឋីសួរតាម Facebook ថាជំងឺកៀងបេះដូងនេះច្រើន
cả mọi lứa sợi dây phía trên đôi chiếc sợi dây nó cam bụi chia chỉ nẹt cây cỏ nó chun bắt để chặt phay khai để tham miền bảy hà đôi để lục ban chấm điểm mình nhắn cứ cả bắt bóng để tri rồi cỏ miền bảy hà ấy mùi khăn nong cua xa chẳng tới cỏ thưa ơi cả chủng ngư nó chiêm chỉ đam nên cả bắt chẳng đôi lục ban miền bảy hà mình miền chia kẹm mẹ đốn thế cả bắt chia cả để rương vây mũi để thưa ơi miền cả bị bạ không chặt chẳng tới lúc mà ត្រូវបាទត្រូវរឿងហ្នឹងគឺជាតកតទៅនឹងផ្លូវចិត្តបាទហើយតទៅនឹងផ្លូវចិត្តហើយសិនឯងចង់ឲ្យពុទ្ធពីហ្នឹងយើងធ្វើសមាធិទៅបាទបាទបាទសំណួរគាត់បន្តហ្នឹងគាត់ថាក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមានវិធីសាសនាជួយកម្លាំងចិត្តនឹងឲ្យបន្ថយជំងឺកាំងបេះដូងនឹងចង់លោកបានថាយើងធ្វើសមាធិទៅបាទបាទអរគុណលោកបាទហើយនឹងខ្ញុំឃើញលោកនៅមានអ្វីជាបន្តទៀតអំពីរូបវិនិច្ឆ័យទៀតក្រៅពី EKG នោះបាទ បាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតបាទក្រៅពី EKG ហ្នឹងគឺគេយកឈាមគ្រៅពីយកឈាមហ្នឹងគេថតបេះដូងគេថតសួតហើយនឹងបេះដូងគេថតហ្នឹងកាលកាលណាគេថតគេហៅ chest X-ray ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានក្នុងមានទឹកក្នុងសួតឬក៏ដើម្បីឲ្យដឹងថាបេះដូងនឹងរីកធំឬក៏មានជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងសរសៃឈាមឯហ្នឹងគេថតទៅគេអាចអាចអានេះជាជំនួយបានហើយគេប្រើ ລະບຽບຢ່າງທີ່ທີ່ເຮົາຖ້າເອໂຄຄາຣດິໂອກຣາມເອໂຄຄາຣດິໂອກຣາມນັ້ນຄືគេຍໍສໍາເລງບັນຈັງໂຕໃບດົງນັ້ນໃຫ້គេຖອດຄືຖອດໂຕគេດັ່ງຖ້າໃສ່ຄືກຳລັງໃບດົງນັ້ນດ່າບານປານນາຄືຄືគេອາດຢູ່ອັນປີສະມັດທະພິດຂອງໃບດົງນັ້ນອາດຈະບັດຊຽມບານປານນາກ້າຍປີ EKG ນັ້ນຄືມີປະຕໍໂຕທີ່ຄືສໍາຄັນບໍພົດແດ່ ដែលអាចឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងច្បាស់អំពីការដែលខ្វះឈាមមែនតើគឺគេហៅថាcoronary cauterization. Coronary cauterization គឺការគេថតសរសៃឈាមក្រហមនៅក្នុងបេះដូងតើគេថតរបៀបម៉េចបានពីព្រោះបើយើងថតកាំរស្មីអេកធម្មតាវាមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែគេអាចចាក់មកចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមនៅក្នុងក្លៀន សរសៃឈាមហ្នឹងគេដាក់ខ្សែលួសមួយបញ្ជូនរុញខ្សែលួសហ្នឹងរហូតទៅដល់បេះដូងទៅដល់សរសៃបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងហើយគេបានគេបាញ់ថ្នាំទឹកម្យ៉ាងថ្នាំទឹកម្យ៉ាងហ្នឹងបាញ់ទៅវាធ្វើឲ្យចេញរូបរាងវាធ្វើឲ្យចេញរូបរាងសរសៃឈាមហ្នឹងមកដូច្នេះគេអាចមើលឃើញសរសៃរូបរាងសរសៃឈាមហ្នឹងកាលណាគេមើលរូបរាងឃើញហើយគេដឹងថាកន្លែងណាវាស្ទះបាទបើមើលទៅឃើញ ស្ទះក៏តិចតួចគឺថាវាមិនជាសំខាន់គេមិនធ្វើអីទេបាទប៉ុន្តែបើថាមើលទៅឃើញស្ទះវាខ្លាំងមែនទែនដូចថា 90-80% ធម្មតាបើថាតិចតួចដូចថា20-30% នឹងវាតិចតួចបើសិនជាឡើងដល់ 80-90% វាជិតស្ទះមែនទែនហើយកាលណាគេឃើញអញ្ចឹងគឺគេអាចពង្រីកកន្លែងហ្នឹងបានគឺថាមានប៉ាឡុងម្យ៉ាងប៉ាងប៉ាងម្យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹង គេខ្សែលួសហ្នឹងបញ្ចូលទៅវាមានប៉ោងប៉ោងតូចនៅក្នុងហ្នឹងអាប៉ោងប៉ោងហ្នឹងគេអាចបញ្ចូលបាញ់ថ្នាំចូលទៅវារីកតែប៉ោងហ្នឹងឡើងកាលណាប៉ោងប៉ោងហ្នឹងរីកឡើងវាអាចពង្រីកកន្លែងដែលវាស្ទះហ្នឹងបានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកាលណាគេពង្រីករួចហើយគេបញ្ចូលសបុកកងទៀតសបុកកងហ្នឹងដូចជាបំពង់មួយជាសំបុកដូចជាសំបុកចឹងគេបញ្ជូន គេរុញកងនឹងចូលទៅតាមក្លៀននឹងរហូតទៅដល់កន្លែងនឹងគឺថាអាចបើកទប់បើកបានក្នុងពេលហ្នឹងគេធ្វើបានជាមួយគ្នាការដែលគេថតសរសៃបេះដូងឈាមក្រហមនឹងជាការសំខាន់ណាស់ដែលអាចឲ្យដឹងថាឈឺជំងឺនឹងគឺថាពិតជាមកពីខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងឬក៏មិនពិតពីព្រោះថាការដែលអ្នកឈឺជំងឺនៅក្នុងបេះដូងនឹង ឈឺនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាជាជំងឺបេះដូងទាំងអស់ទេជួនកាលវាមកពីជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតជំងឺដែលច្រើនជាងគេដែលភាគច្រើនគឺថាជំងឺជាតិអាស៊ីតណាជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះយើងវាឡើងជ្រាលទៅក្នុងពងលេបបាយទៅវាធ្វើឲ្យលាកនៅក្នុងពងលេបបាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈឺទ្រូងបាទហ្នឹងគេហៅថាពីអង់អង់គ្លេសគេហៅថា acid reflux ពីយើងអាចដឹងបានគឺថាវាខុសគ្នាត្រង់នេះត្រង់ថាជំងឺហ្នឹងការឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យផ្សាក្តៅក្រហាយផ្សាក្នុងកន្លែងដើមទ្រូងហ្នឹង
hay chia sẻ phá xa xa để phêl cài từ tu tiên mà hôm ấy phải bị bày máu cài máu rồi có phêl giúp phêl dương từ tu tiên làm đấy phêl đại dương để cho nắng cứ thao vì ai xa nó không trung nắng có thấy cho cái việc chốc maintenance mình copy chung ngư bê đông thì phần tay lạc khả nạ đại tầm khăn bớt việc copy bê đông cứ ta trong trong thái vị chư được biến mấy việc xa hay bê đông việc sư vị chư đôi kê sẵn gọt bị được phân nông sẵn gọt lên trong dân được khóc nếp vòng lại nâng được khi nếp xem xong thì dễ thả cả đại chư khăn nông trung nâng bình mênh mênh sốt tại chia chung ngư bê đông tầm khó thể vì ai tết tông nâng chung ngư xe nhật tiết chế bế chế gư acid nâng khăn nông tức cơ bế đại lan tới lời đàm trường tôi tự vinh miên chín nhạc lắc để chia phí xe sợ trầy đại miên chung ngư khóa chiếm bế đông nâng chúng ta mình chốc nông trống vì ta chư bố tự vinh mà chư bố tự vinh nối chí nha chia sợ trầy trầy đăng rừng nâng vì ta chư bố đôi chìa mình rùm lê à ha chẳng chẳng lõm tha chư cơ bè để cho nên vì cho bốc cho bọc nên chẳng để cho nên bạn chỉ kê thơ cả thọt sẽ xây bê đông nâng đam bây ở đằng nông bê càng kê thọt sẽ xây bê đông nâng nơi bê đà nẹ đà tư đê bẹt nâng càng là bê đông nâng vì bàn trâm bàn để thả nơi nâng hai cái này chúng người nâng hơi cái bắt đầu máu bạn kí tự tự thoát bê đông nâng bữa nay chúng ta muốn nâng thoát bê đông nâng kí miễn tem và giảm tiền tem giảm tiền cái hai thằng stress test nâng cứ kí ao nè nâng đá lơ mà sân mùi đá lơ mà sân mũi trong bên nâng kí đã thưa EKG cho mũi kia cái này đá tới mà sân dương thoát mà đá tới dương ở miền bắc hà đây đá lươn nâng cọt chuyên tụng ở đấy hay EKG là bao dương nâng miên rụp riêng thò mà đà còn ta bởi xanh thì dương khóa chiêm nơi khăn ông bệ đồn tại bởi dương đào tới vì ai hát lắng người gọi chọc đàm trúng đôi ta bởi dương chọc thò mà bởi đại chương chương chẳng hay khăn ông bệ nâng bà kì xâm dục EKG màu bình nất kì nâng khuyên thay EKG nâng vì mình thò mà đà mình thò mà đà cứ thay vì miên chùm nó chùm khăn đại kì mới thấy cái đằng kì đấng tha đôi chân ấy cái nào kì thòm đá kì phơ bị thí nít cứ ta chấm buôn nhẹ đây mình toàn chư mình té nè mình toàn đào kẻ ta ho được thay còn ta miên chư trung tạch túi còn ta mình toàn đằng chư mà ta nhẹ đằng máu bị ơi chừng ngư nó máu bị vậy vì nó đây kì thua stress thế nè hay cái nào kì thua stress thế tới khôn tha về mình thòm đá bán kì bật to từ lẹ cái ai chấm đôi tí tí cứ tha kì thứ cho tam cái liên nưng bây giờ tháng năm tới là bây thoát vô sai chiêm bây đồng bà nếu chia lẽ cái này để biết rốt vì này sai bà lúc bây giờ mình đất dương sông sầm rạ sầm ạ một phép sân bạn lúc ở lúc này những công phu test đáp cam bị thiệp sai được bao view ấy để thấy những dương bị phép sai cái này ông pi ca bị này sai rốt chung người kiêng bây đúng chỉ mới lúc bây giờ mình đất tăng tài hồngបាទលោកប្រចាំបណ្ឌិតខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតបាទលោកចាន់ថុលមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទជំរាបសួរលោកសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរលោកខ្ញុំបាទជម្រាបសួរបងបាទសិនមើល បាទខ្ញុំមានចំនួនមួយជាថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាយុ56ឆ្នាំហើយហើយចេះតែម៉ែនដើមទ្រូងហើយវាឈឺនៅពេលម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងក៏ចេះតែថប់ដង្ហើមតាមម៉ែនដើមទ្រូងហើយមានសរសៃកញ្ចឹងកផ្នែកខាងស្ដាំឡើងប៉ោងហ្នឹងឡើងប៉ោងរឹងហើយខាងក្រោមរបស់យើងហ្នឹងខាងក្រោមអាចនឹងកន្សោមដោះហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានជួនកាលខាយឬថាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ ហើយខាងក្រោមរបស់យើងហ្នឹងខាងក្រោមអាចនឹងកន្សោមដោះហ្នឹងគឺមានជួនកាលខាយឬថាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ខាយខ្លាំងធ្វើយើងភ្ញាក់ម្ដងហើយជួនកាលយើងហើមឬសន្លាក់កកខ្យល់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្ញុំអាចកកខ្យល់2ដងទៅ3ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកកខ្យល់ខ្ញុំស្រួលដកដង្ហើមហើយបត់ជើងតូចវាខ្លាហើយបើសិនណាជាខ្ញុំមិនបានកកខ្យល់ទេបត់ជើងគឺតិច ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំបត់ជើងតូចតែម្ដងឬ2ដងហើយនោមហ្នឹងរៀងក្រហមចាស់ដូចតែអញ្ចឹង
hay pe na đai khom kok chol hay ki khom đọ bang tham sruol hay bọt chương cứ khlang hay bọt chương phụ trơn ta akara ruok robo khom ni ta ai ai kamnot tha chi rop bae dong ban dai rư te lu ta ba ba tam lok miet sa nư ta vi ai ai ban ai ban pi pru lakana dai tha kan ai jeung nan nư khnom trung hay thưa ai hot vi ai tẹt tơ nư rư nư ban lakana dai bất tài tháp bờ sân chip xa nơi khăn ông trung nâng chuồng cá vía có ai chạy tàu bị chìt axit đẻ cá đẻ cóc sò vía ai chui bán bị phù thao ấy bị phù việt phơi bạc ao sờ sai chiêm rồi bao dương vía đi tứ chiêm vía rớt tứ vía đặt nặng mũi này cá chưa bay đốn cái thay sờ sai chiêm rồi bao dương tam trong đại trong trường nâng vía sập tiệt mà vía rôm tôi cái hạt thảo vaso constriction vì rôm tôi tới vì thưa ở trong phía chim như là cái búa vì thưa ở vì nén được trong cái bá nén được trong trứng hay cái này như cọc sò tới sợi dây chim từ ngon nó việc bạc tới bán chia vì thưa ở những thu thu trong luôn nó đời sản chẳng hay vì ai mà dạng thiết cái ta tự nôm tràn nó đời sản cái nào sợi dây chim bạc tràn tới miền chiêm rất từ liên nhân tràn từ cana chiêm rất từ liên nhân tràn dự thừa ở dương nôm tràn này bà hai cái đại tức nôm tra cả hòm nâng bàn này thay dương từ tiên tức mình cướp gòn từ tiên tức mình cướp gòn để cho dương thay từ tiên tức ở bàn tràn đâm cái này dương ai đăng thay dương từ tiên tức cướp gòn cướp gòn đó dương sầm lăng mới tức nôm rồi bỏ dương bà tức nôm dương tra bàn này dương thả bạn đây thay dương từ tiên tức cướp gòn hai bọn ta bật thay tức nôm dương cả hòm rõ phía năng bà này thay dân tù tiên tức mình cực còn thì đối chứ này lúc trời tù tiên tức ở tràn châm nay rồi bỏ lúc nâng xâm dù thay lúc cô tư ai bếp kì bì nết bà bì bù thay chú ngư bê đâu nâng ai vì mình chúng ta miên lúc sẵn nhà phong bà bọn ta bật sân dì lúc miên sẵn nhà anh chẳng hỏi người ta trời tự ai bếp bì nứ đời xa ai chú rồi bỏ lúc nâng châm trong phía để ai chứ chung ngư nâng bàn cứ thà bố phía ở dụ xa sập cho năm lãng tới hay xảy phía dụ là hai sập cho năm lãng tới hay chỉ thì xa bà xanh dụ lúc trời dụ rương nâng mọc bình nịch thà ta chiêm rồi bỏ lúc nâng miên sập biên lúc trả anh thế hay ta cholesterol rồi bỏ lúc nâng miên cực tế ta khăn ông cử xa rồi bỏ lúc miên là nạ chàng bê đồn thế hay ta nơi khăn ông ta lúc miên chung ca chung ngư tức nôn bàn thế mà xanh chung lúc miên chung ngư tầng ổn nâng cứ thà hạ nị phê rồi bỏ lúc miên cầm rực phuốc nơi khăn ông ca chư bài đông nâng hai bài đông nâng cả nà dương tự iPad kê mớ kê nâng thư EKG nâng ảnh bọn tế thư EKG mình không rõ nế bị vô phía chẳng rõ ọt miên chênh thư ở vầy đi tỏ tờ tầng thư gà tờ stress hết tờ đa lương mà xanh nâng đam bay ở đằng cứ dương chúng tôi cana dương chư biết miễn chiết axit tràn bị khăn ông cặp bè tới đó cho khăn ông bấm phong bài nắng viêm mình tầm khăn đấy nắng dương ai chơi miễn chúng tham thai toàn bản hơi mình thua ở sạp thế bọn trái chừng ngư bài đốn bài sân như mình phải giặt thế cứ ta ai thua ở bài đốn nắng đau mình xóa để dương bà rắm trên kia cứ bài đốn đau mình xóa ai bài đốn nắng bị kẹn bản miễn nè chuẩn chiết tràn này từng khăm ai từng mấy căng từng ấy nắng cứ ta khăm ấy với nhau mình là dụ tràn này miễn cho có phép lỏ sạp ta dụ lắng sạp tụ mỏng sạp tụ mỏng cứ ta kẹn bài đốn nắng cứ ta đã đăng luôn ở đợt luôn tới bê dục mùi nó cứ ta bê đông nó vì xe chiêm tới chỉ bị xe chiêm nó càng sát đàm ta xay chiêm càng sát đàm nó vì tệ tông nó trở ra là kỳ xe ní nó không bê đông nó và cả nó vì khóa xa xay chiêm càng sát đàm nó cứ ta trở ra là kỳ xe ní nó vì lệnh đá thiên thỏa mặt đá chúng ta vì đá dư tích bên đây để dừng bảo rõm chứng kia vì đá khăn lươn bê kia ta ventricular tachycardia cả nó vì đá lươn khăn bê nó vì bê đông nó đá tốt mần toán vì tôi chỉ kẹn bê đông nâng hay đại sập sập cả đà thế là không ai dừng hay tập cho cô nâng cứ ta mau bị nâng mau bị bê đông đau mình phá được chứ này vì ai chỉ cứ thả thung lũng hay dương mình ai nâng về bật đáy bán này rương nâng thế là trời tự ao tết kề mớ làm bê bà lúc bây giờ mình thích như nó sau pê tập pin thì tít lúc nâng miền ở bên thái thì thế ông pi cá bên chay ruộng chấm nghỉ đấy bà rương nâng ngồi tiết đây dương trời đắng cái thằng cana không bao giờ cái ta sẽ bây giờ là riêng đại bây đông đang mình xem mà cái ta
ពេលដែលបេះដូងនឹងវាដើរលឿនពេកគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងបានហើយដូច្នេះបើកណាយើងសង្ស័យជំងឺបេះដូងនឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលព្រមហើយបើកណាពេលដែលយើងចុកជ្រូងគឺថាបើសិនថាយើងសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនថាយើងប្រើជាបេះដូងហ្នឹងហើយបើសិនយើងគ្មានតបៅក្កែគ្មានឈាមក្កែអីត្រូវលេបអាស្ពីរីនមកគ្រាប់ព្រមមកហើយត្រូវហៅទៅពេទ្យខាងឡានពេទ្យជំនួយឲ្យគេមកយកយើងព្រមព្រមបាទនេះជាចំណុចដែលត្រូវដឹងបាទបាទលោកពេលដែលឧបមាថាយើងកើតមានឆ្លងកាត់ការកាំងបេះដូងម្ដងហើយអញ្ចឹងតើធ្វើបេះដូងយើងខ្សោយជាងមុនដែរលោកមិនទាំងអស់ទេបាទអានឹងទៅតាមកន្លែងដែលបេះដូងនឹងវាខូចខាតបើសិនជាបេះដូងនឹងវាខូចខាតជាពិសេសសរសៃជាខាងឆ្វេងសរសៃខាងឆ្វេងនឹងវាត្រូវផ្ដោឈាមទៅលើសាច់ដុំមកធំច្រើនកន្លែងនៅក្នុងខាងឆ្វេងនឹងហើយសាច់ដុំនឹងវាអាចរលួយកាលណាសាច់ដុំនឹងរលួយទៅហើយកម្លាំងរបស់បេះដូងនឹងខ្សោយនឹងគេគឺបើសិនជាតកតងនឹងសាច់ខាងនោះបើសិនជាសាច់នឹងរលួយខ្លាំងពេកអានឹងគឺថាអាចខ្សោយបេះដូងប៉ុន្តែបើសិនជាសាច់នឹងមិនរលួយទេវាមិនឲ្យខ្សោយបេះដូងហើយនឹងហើយជាចំណុចមួយនៃការផលវិបាកគឺបញ្ហាដែលកើតមកពីខ្វះឈាមនឹងគឺថាវារលួយសាច់បេះដូងនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងខ្សោយចំណុចទីដែលយើងត្រូវដឹងគឺសំខាន់នៅក្នុងជំងឺបេះដូងនឹងចំណុចមួយគឺថាបេះដូងដើមមិនស្មើអាចធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងចំណុចទីគឺថាសាច់បេះដូងរលួយខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្សោយបេះដូងបាទបាទលោកខាមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកខាហើយតើលោកមានសំណួរអ្វីបាទខ្ញុំនិយាយសួរដល់លោកតាំងពីខាងមកបាទសូមជឿញបាទអូខ្ញុំមានមកបើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជួនកាលពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកកីឡាម្នាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងហើយរត់តាំងលក្ខណៈថាពេលរត់ហត់ទៅមានរត់ទៅតែចុកទ្រូងអានោះមកបញ្ហាបេះដូងឯងទៅមានបងរត់ហត់តែមិនទៅទ្រូងមិនបានចុកទ្រូងហ៎បងនិយាយគឺយើងរត់ខ្លាំងទៅពេលយើងសម្រាប់វិញមានបញ្ហាចុកណែនទ្រូងហ្មងអានោះគឺជារុស្យាមានណែនទ្រូងហ្មងបាទវារោគបញ្ញាលក្ខណៈមួយនៃជំងឺខ្វះឈាមក្នុងបេះដូងនឹងគឺថាកាលណាយើងធ្វើការហត់កាលណាអន្តរការដែលធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរលឿនគឺថាវាមានចុកក្នុងទ្រូងប៉ុន្តែចុកនឹងវាតាមកម្រិតដែលចុកជួនកាលវាមិនមែនជាចុកទេវាជួយជួនកាលយើងមកពីហត់នឹងក៏យើងមិនបានថាយើងចុកបាទមានបញ្ហាធ្ងន់ទុកដូចជាខោថោសង្ហាមួយណាមួយទីមួយទី2វាមិនថាដើមទ្រូងយើងចុកដែរបងចុកអាចទទួលយកបានតែអាចចុកខ្លាំងដែរណាបាទបើសិនជាការណាចុកនោះគឺថាវាអាចតកតងនឹងជំងឺបេះដូងនឹងបានដូច្នេះយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យជាពិនិត្យដើម្បីឲ្យរកឃើញច្បាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងជឿរបៀបហ្នឹងពេទ្យគេអាចដឹងបានដោយគេយកទៅវាស់បេះដូងរបស់យើងគេដាក់ខ្សែចូលវាស់ហើយចរន្តបេះដូងយើងគេហៅថា EKG ប៉ុន្តែ EKG វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតោះតែគេយកឲ្យយើងទៅដើរនៅលើម៉ាស៊ីនគេថា stress test គេឲ្យយើងរត់លើម៉ាស៊ីននឹងហើយគេចងខ្សែជាមួយគេដាក់ខ្សែបន្តចងខ្សែនៅជុំលើដើមទ្រូងយើងដើម្បីខ្សែលក់នៅលើទ្រូងយើងដើម្បីធ្វើ EKG ហ្នឹងកាលណាយើងមានជំងឺខ្វះឈាមក្នុងបេះដូងនៅក្នុង EKG ហ្នឹងគេឃើញគំនូរចេញមកឃើញមានដឹងថាខ្វះឈាមកណ្ដាគេដឹងថាខ្វះឈាមហើយខ្វះឈាមចូលបេះដូងហើយទើបគេយកខ្សែមកជុលចាក់ទៅក្នុងក្លៀនហើយបញ្ចូលខ្សែទៅដល់ក្នុងបេះដូងរួចគេបាញ់គេជាតិម្យ៉ាងទៅគេថតសរសៃបេះដូងឈាមនឹងសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងពីរកទៅបើគេឃើញកន្លែងដែលវាមានបាទកន្លែងដែលវាមានស្ទះហ្នឹងគេអាចបំបើកន្លែងស្ទះហ្នឹងបានដូច្នេះគឺថាជាការចាំបាច់បើកាលណាយើងធ្វើកាលណាយើងដើរឬក៏យើងរត់ហើយចុកដើមទ្រូងគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមសង្ឃឹមថាលោកវិជ្ជបានបានឆ្លើយទៅសំណួរលោកខាហើយខ្ញុំចង់បន្តពីភាកតាំងពីដែលលោកវិជ្ជបានក្នុងពេលកន្លងបានភាកសាពីករណីជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងក៏ដូចជាវិធីរកឲ្យមើលឃើញគឺការប្រើបច្ចេកវិទ្យា EKG ហ្នឹងខ្ញុំបានសាកសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចេងហ៊ុយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈតំពួរសុខភាពកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីថាករណីដែលមានដូចថាដោយករណីលោកខាអមាញ់មាននេះគឺថាអាចថាឈឺខ្លាំងអញ្ចឹង
mình đăng tham miên chủ nghĩa bệ đông rồi dạng nào nó song song sai tham miên chủ nghĩa bệ đông ta tới thôi dạng mạnh nữa tới cầm một chiếc lục ban miên bá sa tha chia tâm hiền làm bầu nó cứ tới từ pinat được lục vừa chạm tới miên bá sa muốn nó cứ pinat đăng thay ta chia chủ nghĩa kèm bệ đông rồi dạng nào hồi tỷ pí cứ ai tới đó bảo sân chỉ cả này thôn thưa tới đó một tỷ pet cả là mai đại chia sự tháp ban miên miên cả phía ba chủ nghĩa bệ đông chỉ tu tới nó chúng có thể từ bẹt đặc kiệu một phần nó không một tiết cam một chiếc nơi tam khái đoạn miền mình chạy một đồ bẹt đồn tại một đoạn rất mạnh tay có thể sống hắn từ bình đất sân chúng nhập buộc nhưng trong xu lục với chạy đất nơi xã đoạn với những cái này được lục hà chứ nhưng tôi thuyền mất bà bạn nơi xa ra ra làm đấy cái miền miền robot cái này để ai chui bán sao nè từ bộ phần phát từ dương bờ sân gì dương song sai là biển đường hải bây giờ dừng chọc bữa sáng dừng chọc vì du mà hơi nâng chim mình chia bình nhập nào nãy tuần thay thay dương mình đã chọc ra lực thì mới sẹp từ máu chọc rớt từ mỏ rón hơi nâng cái thay vì ai chia sẻ nhà thay phải chim miền tây phim phim rồi miền ấy chim cọ này lồng sợi dây chim nâng vì thua tây sợi dây chim rớt từ bề đống không bề nâng cứ chỉ tiêu cứ thả thuần đời nơi học xã rồi mà đấy nơi kia ai hay cái công chúng nuôi cái hai tàn 911 cái hai công chúng nuôi nấng thì vô lan mà đặt dương từ mình tiếp bệnh mỏng lẽ cái nào mũi đại dương thay chạm ở bàn số ba mà sân chỉ chư là biếm nấng cái nào chư liêm là biếm nấng bà cái nào dương song sai thà dương miền dùng nước đen ở trời chiêm được trong bề đống cái thay dương trời hai hai khang chùm nuôi nó máu phìa mà dương công bạc lan tới luôn dương bị cửa thả bị sinh dịch bạc lan tới luôn dương được gọi dương ở trời cửa sai dương chun tới luôn dương không phê đại dương phơi đầm nà bị tre dương tới mình tiếp về đống cái thay ai miền cửa thả bán miền này nà chui dương bán đi và trái bị sinh dịch dương chăm trời công chùm nuôi máu bài chiếc 5 minut rồi có đồng nế tì nâng cứ thả kì miên rương phát đạp rồi bỏ kì đã ai chui dương bàn đại dương bà rong không thông bẩm phất không bê tập bốn nâng cứ thả ai bê đồn dương nâng vì đã mình xa mạo vì tôi chỉ đã lươn phát bê kìa ta ventricular tachycardia rồi ventricular fibrillation vì đá rồi có vị chụp đá bởi xanh chị dương nơi cái nông lán cứ thay dương thơi slap hay bà bởi xanh nơi cái nông lán này bởi trái bởi xanh dương nơi cái nông lán chùm núi ông bị lón xứng cứ thay kì miên cứ đương phá đạm bà kế chỗ từ đọc liền nâng kì chạp phá đạm chạp sở sai ở dương hai kì ách miên cứ đương phá đạp khang ạ kì xin ý nâng kì ách bởi xanh chị bê đông dương vì chụp đá kì ách rồi nhà bê đông dương sực con ở bê đông đá rằng với như được kì ách bà khang mà xin rồi bảo kê nâng cần trả bê đông nâng ai đào tạo mà vậy nâng khá thá nâng lưu biếp kia đầy kê thư nâng xã rõn ảm rình đáp đủ chân ấy hả lời nâng khiêm xong nì dì ở sân khách bằng phí ca để dương thật đấng nâng khá nông vị thi ai kia ba ai chung ngư rốt bê đông nâng khá thá chung nói xong kháng khá thá đại dương ca na dương chư biếp nâng hai cái này dương stẹp chiêm được cái lòng bệ đông hả cứ thay thời từ pet hay pet nâng khi từ đại dương châu từ cái lòng cái lái pi xe tụt pi xe kia thả ICU rồi cả CCU cứ thả tụt pi xe sầm rập nẹ để chư bệ đông nâng hay cái lòng pe nâng khi ai trả năm thưa ai chiêm nâng rồi lấy cùng ai bị cọ chiêm hay cái prà tham cầm ao chư cứ là bác sát sai chiếm rồi cái chạ tham cầm ao chư đôi chỉ mọc phiên chỉ đám không biết chúng muốn cái nưng cái sau cái prà tham là mấy thưa ai bé đồ nưng rồi việc cầm ao đào lớn rồi có bản thân chỉ đào dư tới cái prà tham tạo bé đồ nưng lang tu tu mình tầm khăn một phát cái thà không biết để cái tờ đạp bé nưng khi nưng đã cho kỹ năng thu cá pinet cho rắn bê đông rồi bỏ dưỡng để chia chấm nốt muối để miên khô thạ ăn miên khô thạ rồi thuần cứ thả bê đông để miên tay ha để dưỡng bà rắn chưa kê pin để dưỡng từ đó pin nó cứ thả bê đông nó bị ai đau dư tế rứa còn liên tế bà dư tế cứ kê ai đã
chạy thân nắm rồi có cái ai đặt bật đặt mà giá cái ai thật pacemaker đâm bây ai bê đông nâng đá lươn thật lập tư vinh hai bà chân chìa bê đông nâng đá lươn khăn bếch hai vì đá mình smile cái ai thật ventricular tachycardia nâng cái ai dốc trường chọc mà chọc ai vì đá smile tư vinh chấm hết mối tiết đại đại khăn ông sầm khăn đại khăn ông bê đại tập bóng đại gây thơ ca ấy phía ba nè chúng người nước cứ tha ai sầm phía chiêm cho khăn bê ba sầm phía chiêm cho khăn bê đăng kí ai đã bà long cho đại khăn ông sẽ say thông đại khăn ông bởi khuyên bao giờ nắng hai kí miền mà sinh là bởi chuối chụp cầm lại chui rung cầm đang chiêm nó làm bay sầm ra bay đôn nó cầm ỏi bay đôn nó thưa cả càng bị được cho nên cái ca thằng on nó cứ từ thưa nơi không tốt bàn bà lúc bạn cũng phải trong đường chè trong ba bên nếp bên miền lục xuân thôn bằng bị khai cầm bông thôn bà ba lục xuân thôn xong clay để thay mình tìm việc clay bà vitamin nung vi ai thưa ở chiết
khăn mà giang đại khái thả triglyceride nó chọc bản triglyceride nó chiếc khăn mà giang mình không biết cholesterol lấy thông chiếc khăn mà bao dương nó miễn khăn đại khái thả triglyceride hay nâng khăn đại khái thả cholesterol khăn tầng pi nâng khăn cholesterol khái thả LDL cholesterol nâng hay nâng chiếc triglyceride nâng và xin chìa về lãng chẳng khi thả về ai thua ở cổ mỏ miễn cổ mỏ nâng khăn nông tôi sẽ chiếm bài đông thua ở step tôi sẽ chiếm bài đông nông bản được chứ này hai cá đại dương body pork omega 3 nó cứ thả cái ai thưa ở trong chiết triglyceride nó đôi khi này mình thói hay hạn thế xâm nhập về chủng ngữ bề stratium bề đồng nặng chủng omega 3 nó cái ai lấy tham crop của bạn ấy nơi xa nơi xa rồi mình lấy cái lượng crop lại đó cứ thả tham cái thả bông trái nữa cái khả chia cành trái còn đại dương ai từ tổ tiên mà hộp, đối thà mà hộp đã miễn trái tràn, chỉ sẽ trái để nơi sọc tổ chạy nâng. Bạn thấy trái cơ sấy của bạn đấy, mà bạn sẽ giúp bạn trái nơi kháng sọc tổ chạy được thà trái sổ mô, rồi bỏ trái cod fish nâng, cứ ách vì chui tràn. Bạn thấy dương ách từ tổ tiên crop chơ phía tràn có miễn chiết omega 3, hay khlanh chiết brain. Bệnh sẽ vì ai mình chiết omega 3 nâng tràn đại bà. Bà, xô mà chạy thà ở chùm nách tầng ớt này cứ nơ miên nông cầm về thi phía tì mũi nâng phía tì bì ngà bì thay thân nụ nâng khai vị trí ca của lõ này bà bệnh mật ách chỗ sạp làng vĩnh. Đời xa nó bên này xo tầm mũi này tí nhưng xông lúc chạy nó chỉ trong cáo ta mình chùm nách nát xong khăn đại bệnh mật trời trăm ông bì ca phía bá bà chỉ bần toàn. Và đòi dương ai tự lưu thà nâng phía สถาบันครั้งพี่บ่าวไม่โด่งมาในปีแต่ก่อนมีการต้นมาจุดนี้สำคัญคือถ้าแกตัวนึงไปโด่งแต่ควาเชียมนั่นคือถ้าจกนองตรงนั้นโดยเจียกิโยไซแต่สังกัดคือถ้ากิพิเทียโดยยกพนมแต่สังกัดหนึ่งหาขนมเปี๊ยนนั่นคือถ้าเธอบัตรเชียร์อาจมีนกอาบานเธอหาคางกระซูงคางกรมจมหนุยและกิอาจมีนลานระบกีขนมน้องมีนเรื่องประดับเลยสำคัญสำหรับหมอกช่วยยังบ้านให้ยังอาจบัดเซนยังมันทรอปเชียมกระเบียเชียมไอเด็กคือตาเราเล็บทำอาสเปรินมากรอบเป็นน้องปีโปรอาสเปรินนั่นคือเธอเอาเชียมเวรุลีปุ๊บได้ยังชื่อนั่นคือทำเอาไปเชียมนั่นเดียก็ในขนมกระสายแต่สายเชื่อมได้เวียสัดรู้จ่ายแต่สายเชื่อมได้เวียสเตียรู้จ่ายการนาเวียก็บัดไทม์เลยกับไลน์สเตียร์ได้เวียบัดเพื่อก็เวียสเตียร์การจะคลังล้างโดยใช้การยิงเล็บอาสเปรียนเตอร์เวียเธอเอาไอ้กระไรก็นั่งเวียรู้เลยบ้านไปช่วยวิเชียรจำนวนบ้านบ่ได้ทราบยังมีเปรียบเรียตรำแต่ปัญหาบางอย่างสมองคนลูกจับเดินตั้งติดห้องก็โดยจีเปรย์มัน